Cùng với nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị ban hành năm 2013 thì ngày hôm qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh. Vâng, đây được coi là cơ hội rất lớn để Nghệ An bứt phá phát triển trong thời gian tới. Chỉ sau hơn một năm triển khai, dự án này đang dần trở thành một điểm nhấn cho bộ mặt đô thị của huyện Diễn Châu. Tuy vậy, để được phê duyệt chuyển đổi 11,5 hectare đất lúa phục vụ dự án, nhà đầu tư đã phải mất đúng 10 năm hoàn thiện các thủ tục và giải phóng mặt bằng. Câu chuyện này chắc chắn sẽ không còn lặp lại, bởi trong nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù, Quốc hội đã giao thẩm quyền nhiều hơn cho Nghệ An. Phân cấp tạo không gian rộng hơn cho tỉnh khi quyết định các vấn đề về đất đai, đầu tư. Tôi hy vọng chính sách sắp tới của Quốc hội khi mà thông qua thì sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư địa phương như chúng tôi và các nhà đầu tư từ trung ương về sẽ gặp nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Tôi hy vọng đấy sẽ là cái bước tiếp nối để tạo đà cho Nghệ An ngày càng phát triển hơn nữa. Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tỉnh cả về nguồn lực và quy trình thủ tục hành chính. Nhưng nếu không quyết liệt thì việc khai thác cơ chế chính sách đặc thù khó đạt hiệu quả tối đa. Đơn cử, nếu không kịp thời đầu tư hệ thống cảng biển, cửa khẩu đường bộ để thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, nhập khẩu, thì cơ chế được bổ sung không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chỉ đem lại cho tỉnh nguồn lực không đáng kể. Trong cái tổng số mà đến giờ phút này Cục Hải quan Nghệ An thu được đấy, trên 1.500 tỷ, thì cũng chỉ trên 130 tỷ thuế xuất nhập khẩu thôi. Còn lại là thuế giá trị gia tăng và các cái sắc thuế khác thì không nằm trong cái nghị quyết mà cho phép của Quốc hội. Thế này là chúng tôi cũng đề nghị là tỉnh cần phải có những cái giải pháp, có những cái đầu tư để kêu gọi các cái doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp mà nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân, để mà đầu tư các cái hệ thống cảng biển, nhất là hệ thống cảng biển nước sâu tại khu vực Cửa Lò rồi Nghi Thiết hoặc là Đông Hồi, ví dụ như thế, để đảm bảo trong cái hoạt động vận tải cảng biển được thuận lợi. Thứ hai nữa là đầu tư để mà xây dựng rồi là khai thác các cái cửa khẩu đường bộ, nhất là cửa khẩu Thanh Thủy. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định Nghệ An là tỉnh không có nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý để thu hút đầu tư. Nếu cộng thêm những bất lợi về quy trình cấp phép, ra quyết định sẽ càng giảm cơ hội đón nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn đến với tỉnh. Vì vậy, đi kèm với việc được phân cấp, phân quyền lớn hơn, thì Nghệ An sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính để nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Linh hoạt hơn, chủ động và nhanh hơn trong việc đưa ra các thẩm định, quyết định sẽ tạo lợi thế riêng của một địa phương có cơ chế chính sách đặc thù. Cho nên Nghệ An phải tạo ra được cái lợi thế về cái thủ tục hành chính và về cái tính tự chịu trách nhiệm, về cái không gian, về cơ chế ra quyết định nó phải thuận lợi, tốt ít nhất là thuận lợi, không thua kém các tỉnh, thành phố khác. Nếu có nói rằng là nhu cầu phải thuận lợi hơn, thì trong bối cảnh đấy thì rõ ràng là Nghệ An đang cần một cái cơ chế nó nhanh hơn, có thể đưa ra quyết định nó thuận lợi hơn, tính tự chịu trách nhiệm cao hơn. Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được những kết quả nhất định trên lĩnh vực kinh tế. Với những cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội vừa thông qua, đặt ra những yêu cầu quyết liệt hơn cho tỉnh trong việc xây dựng mục tiêu cho từng giai đoạn, những giải pháp cấp bách và lâu dài để có thể tranh thủ tối đa các cơ chế phát triển bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng và của cả nước.